Let's Kick It hôm nay đã trở lại với salon của Eric là anh Mai Thy The, bé Danny Huy Kane. Xin mời anh Thế có vài lời với các bạn của mình đang xem chương trình. Cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả trong chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả luôn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Và một lần nữa chào sự trở lại của Eric Hiệp và Danny Huy. Dạ, xin chào anh Thế, cũng như gửi lời chào đến Hiệp và gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lại một lần nữa dành một chút xíu thời gian theo dõi chương trình Let's Kick It cùng với Cinema Studio rất là nhanh, chỉ còn có 3 trận đấu nữa thôi. Ok, mình còn có 2 trận semi-final and 1 trận final. Yeah. So, anh Thế, you are on my friend. Chắc show này chắc Eric Hiệp và Mai Thy The chắc phải nhường lời cho Danny Huy. Show này là show của em. Em được quyền. Ok. Như show gần đây nhất là Nam, Mai Thy The, anh Ngọc Trác cũng như Huy đều có mặt để nói lên những cái cảm nhận rất riêng của mình cho các trận đấu trước đây. Nhưng mà một fan hâm mộ của đội tuyển Anh, một fan của một câu lạc bộ rất lớn của đất nước Anh, đó là Manchester United, thì chắc có lẽ rằng đội tuyển Anh vượt qua những bàn tán, những cái nhận định, những cái suy nghĩ, những cái đánh giá không hay về cái đội tuyển Anh. Mặc dù là có một dàn hảo thủ đắt tiền nhất thế giới, những cầu thủ mà mọi người kỳ vọng sẽ đem lại cho đội tuyển Anh có một làn gió mới, có một lối đá đẹp, cống hiến. Nhưng những gì đội tuyển Anh đã thể hiện trong suốt hành trình thi đấu từ vòng bảng cho đến trận tứ kết vẫn không đem lại cho giới mộ điệu cái sự an tâm. Nhưng vẫn đâu đó con thuyền cùng, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Southgate vẫn lướt băng về phía trước. Và một lần nữa các cầu thủ mà mọi người cứ nghĩ rằng ở một vài năm trước họ rất là non nớt, nhưng mà trong những năm qua họ đã trưởng thành, thì đã đưa đội tuyển Anh đã vào tới trận bán kết hôm nay. Thì chắc có lẽ là Danny Huy là cái người mà cảm thấy là phấn khích nhất. Và chắc có lẽ mấy ngày nay Danny Huy không được lên show chắc cũng ấm ức, nên những gì em cần nói thì em cứ trực tiếp. Dạ, cảm ơn anh Thế. Thì thật sự Danny là một fan của tiếng Anh, thì những ngày qua chắc chắn rất là vui, bởi vì cái đội tuyển bóng đá mà mình yêu thích thì vẫn tiếp tục đi sâu vào tới trận bán kết. Thì chỉ còn cách trận chung kết một trận đấu và cách chiếc cúp 2 trận đấu thì nó quá gần rồi. Dù sao thì tuyển Anh thì vẫn là tuyển Anh, như anh Thế nói, họ vẫn đến những cái tournament với cái chức danh là ứng cử viên vô địch. Nhưng mà có lẽ cũng ít khi nào mà họ để lại một cái ấn tượng tốt đẹp cho các fan hâm mộ của tuyển Anh nói riêng, cũng như là cả những người thích bóng đá nói chung. Và cái mùa giải này thì cũng vậy. Và Southgate thì bằng một cách nào đó rất là may mắn, phải nói là rất là may mắn, khi mà dù ở vòng bảng thì như Danny hay có phân tích là mặc dù có những trận hòa, những trận chiến thắng khá là chật vật, nhưng dù sao tuyển Anh vẫn để lại ở cái vòng bảng 3 trận đấu là một cái đội hình chắc chắn, cũng như một cái lối đá rất là chắc chắn, khi mà không để cho đối phương sút quá nhiều, cũng như là cái cơ hội chuyển hóa bàn thắng của đối phương trước đội tuyển Anh là không cao. Nhưng bước vào 2 trận đấu ở vòng 1/16 và vòng tứ kết thì cả 2 trận đấu đều kết thúc với cái chỉ số là expected goals của 2 cái đối thủ của mình đều cao hơn, kể cả Thụy Sĩ và kể cả Slovakia đều cao hơn là xác suất ghi bàn của tuyển Anh. Cả 2 trận đấu thì tuyển Anh đều có xác suất ghi bàn là dưới 1. Nhưng mà những cái tình huống ghi bàn của tuyển Anh thì lại quá đẹp mắt, quá xuất sắc của từng cá nhân, như là cú sút không thể cản phá của Saka, sau 5 phút khi mà bị dẫn trước, hoặc là pha lật bàn đèn của Bellingham. Thì để mà nói như vậy, để mà cho thấy là cái cách tuyển Anh vượt qua vẫn để lại một cái sự khó chịu có thể là cho những người không thích tuyển Anh, và nhờ một cái sự cũng không hài lòng cho những người yêu thích tuyển Anh như là bản cá nhân Danny. Yeah. Có một cái điều mà nếu quý vị có xem qua đầy đủ các chương trình của Cinema Studio thì có thấy là anh em chúng tôi có đưa ra một cái ý kiến mà ở trận tứ kết vừa rồi thì thấy đội tuyển Anh, cái đội hình xuất phát thì nó cũng hơi giống như những gì mà anh em của chúng tôi có thể là đoán là nếu cái đội hình này thì đội tuyển Anh sẽ vận hành nó trơn tru hơn, và cái lối đá của đội tuyển Anh nó sẽ cái điều đầu tiên là phải chắc chắn ở khâu phòng ngự và triển khai tấn công. Thì là nó cái khi mà những đường bóng lên tấn công thì nó có thể là nó nhịp nhàng hơn, cái sự thánh thoát ở hai bên hơn, và cái khu vực giữa sân Derek Rice thi đấu nó mượt mà hơn, với cái sự ăn ý của một cầu thủ rất trẻ, đó là Mainoo ở lần thứ hai được đá ở trong đội hình chính. Đó là thi đấu ba trung vệ dâng ngang. Mình thấy ba trung vệ dâng ngang đó cái đội tuyển Anh, tại vì ba trung vệ dâng ngang với lại cái sự hỗ trợ của hai cái biên, thì thấy khi đội tuyển Anh họ thi đấu như vậy, họ thi đấu kín kẽ hơn, và họ triển khai tấn công hay là họ thoát pressing ngay khu vực giữa sân hay là biên, đội tuyển Anh họ thi đấu nó thánh thoát hơn các trận đấu trước. Và một cái điều mà chắc có lẽ quý vị cũng đều thấy, đó là những gì mà Saka đã thể hiện. Saka được ông huấn luyện viên Southgate ông ưu ái thì là miệt mài ngay cái biên phải của mình, thì là cái bàn thắng mà quý hơn vàng. Đó là một cái đường mà cứ lòng vào góc xa, mà ở cái giải đấu này đây là bàn thắng mà có thể nói là chỉ là bàn thắng thứ hai, thứ ba gì thôi, mà các tuyển thủ nổi tiếng họ sở trường của họ là chỉ gạt bóng vào trong và cứ vào góc xa, thì mình hiếm ít thấy hơn ở các ở giải đấu này so với lại những cái bàn thắng mà mình hay được xem ở các giải quốc gia. Thì cho thấy rằng là các đối thủ họ study rất là kỹ lưỡng, nên những đường bóng nó ít hơn. Nhưng mà trong những lúc mà đội tuyển Anh cần nhất, trong những lúc đội tuyển Anh mà cảm thấy cần những bàn thắng hay là cái sự tỏa sáng của ngôi sao trong những giờ phút quyết định nó có, thì cho thấy rằng một đội tuyển Anh so với các năm trước, so với những năm trước, hai giải đấu trước, thì là họ có lẽ là họ đỉnh đạt hơn, chững chạc hơn chút xíu, mặc dù họ có thể nói là thoát hiểm một cách ngọn mục, nhưng biết đâu đó là cái sự thoát hiểm đó đã đem lại cho họ những cái nhìn, những cái bài học, và có thể rằng ở trận bán kết hay họ may mắn hơn, họ vào chung kết. Đó là những cái bài học mà rất là quý giá cho đội tuyển Anh. Đó là đội banh mà Danny Huy, chắc có lẽ rằng những ngày qua Danny Huy rất là sướng, vui, ấp ủ. Cái ao ước của mình đó là làm sao mà cái thế hệ này đội tuyển Anh có sẽ là nâng chiếc cúp Euro, hay là một cái bước rất đẹp cho cái giải giải World Cup sắp tới. Theo anh á, thì là Danny Huy có thấy rằng cái đội tuyển Anh họ thi đấu khi không có sự thi đấu của trung vệ Gui, họ thi đấu cái theo sơ đồ là bao và dăng ngang. Như vậy thì đội tuyển Anh có thi đấu nó hiệu quả hơn, hơn là cái đội hình xuất phát của đội tuyển Anh ở những cái trận đầu tiên của vòng loại. Anh Quang. Dạ, Thì cái trận đấu này nhìn trên sơ đồ thì là ba trung vệ dang ngang, nhưng mà khi mà vào thực thi chiến thuật á, thì thật sự chỉ có nửa đầu hiệp 1 là đôi khi chúng ta sẽ thấy là đội tuyển Anh dang ra ba trung vệ và kéo Saka ở bên cánh phải xuống gần như là một hậu vệ phải, để mà khi tấn công với cái khối là 3-2-3 thì nhưng mà rất cũng khá là ít anh, bởi vì dường như là bởi vì một cái lý do là thường nếu mà nhớ lại những cái mùa bóng trước, nếu mà khi mỗi lần mà Southgate đưa ra cái sơ đồ ba trung vệ thì ông sẽ có cái người ở phía bên lệch trái, đó là Harry Maguire, là cái người điều phối bóng được. Thì hiện tại cái vị trí này bị khuyết, cho nên mặc dù ở trên sơ đồ là đội hình ba trung vệ nhưng mà vẫn thấy là Trippier và Walker thì vẫn đá gần giống như là hai tiền vệ, hai hậu vệ cánh hơn. Nhưng ở trận đấu này thì có một điều, đó là cái cánh phải của Saka đúng là nó có hiệu quả hơn kỳ trước, khi mà đa số là Saka có nhiều bóng hơn, Walker cũng chịu khó dâng cao hơn so với đúng với, bởi vì khi mà chúng ta lắp cái Konsa vào, Konsa trận đấu này vào thay thế cho Danny Huy bị hai thẻ vàng, thì Konsa làm cái là cái người thấp nhất, thì John Stone và Trippier cũng như là Walker có cơ hội dâng cao hơn. Thì cái trận đấu này rõ ràng cái sự dâng cao của Walker làm cho Saka có nhiều bóng hơn và anh có rất là nhiều được đột phá tốt hơn. Trận ban này Saka tỏa sáng. Saka một trận đấu rất là hay. Mình thấy Bellingham với lại Foden mà họ đá sau lưng của Kane thì thấy mặc dù mọi người nói là Harry Kane vẫn chưa là chính mình, nhưng mà có Harry Kane trên sân, cái cách mà chạy chỗ, cái cách anh lui về sau để hỗ trợ phòng ngự, và cần là anh chạy chỗ kéo người, thì là cái dù gì đi nữa, mặc dù là mới chỉ ghi 2 bàn nhưng mà Harry Kane vẫn là cho thấy rằng là anh vẫn là một mẫu trung phong rất là nguy hiểm, trung phong cấm rất là nguy hiểm. Chắc có lẽ mọi người rất trông chờ khi mà thấy rằng Luiso đã vào sân, mặc dù thi đấu ít, nhưng mà chắc có lẽ là ông huấn luyện viên Southgate đã cho Luiso thấy có cảm giác bóng, và nếu mà Luiso trở lại trong những cái trận đấu quyết định thì là cái kinh nghiệm của Luiso, và một cái người mà ông Southgate luôn luôn tin tưởng ở vị trí hậu vệ trái, thì là cho thấy rằng đội tuyển Anh đến lúc này, mặc dù họ không thi đấu thánh thoát, không thi đấu tấn công quyến rũ, không có nhiều bàn thắng như mọi người mong đợi, nhưng mà cái sự chắc chắn và cái tính an toàn luôn đặt lên hàng đầu, là thi đấu chắc chắn trước cái đã, không để thua, rồi cứ từ từ mà đem lên. Mọi người cứ ví von, cứ hay nói chơi là thi đấu chán như cơm nguội, nhưng mà trong cái bóng đá hiện đại chắc chắn là điều phải có, rồi từ từ để tìm sơ hở của đối phương ghi bàn. Một bàn cũng là một trận thắng, 2 bàn cũng một trận thắng, biết đâu được. Họ cứ từ từ lầm lì vào, mà cái đội của Danny Huy lại vào cái trận chung kết thì còn gì bằng hả Huy? Dạ, thì một cái điểm mà Danny hay nói là ở Southgate là có một cái cách nào đó Southgate vẫn đang tạo ra một đội tuyển Anh rất là đoàn kết. Và cái bằng chứng là chúng ta thấy được là ở cái lần đá penalty này, đội tuyển Anh đã rút kinh nghiệm so với cái đợt penalty mà họ thua đội tuyển Ý ở trận chung kết ở mùa Euro trước. Đó là nếu quý vị xem lại thì ở cái lần sút penalty này, mỗi lần mà một cầu thủ Anh sút xong, khi mà đi về phía, đứng lại phía đội chờ, thì luôn có một cầu thủ đi ra và bắt tay cũng như là kéo cầu thủ về, giống như là nó tạo lên một sự đoàn kết. Cái này có lẽ là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà Danny cũng vừa mới xem được là một nhà phân tích tâm lý khi mà ông có nhận ra cái điểm này và nhìn ngược lại sau khi mà Marcus Rashford đá hỏng cái quả phạt đền lần thứ ba ở trận chung kết gặp Ý, thì anh bước về cái phần đội mình là rất là lủi thủi một mình, không có ai hết. Thì có lẽ đây là một cái nhỏ thôi nhưng mà là một cái chất xúc tác tâm lý rất là tốt, tạo nên một cái tinh thần đoàn kết. Và rõ ràng Danny luôn luôn nói là Southgate có thể không có một cái chiến thuật rất là hiệu quả, rất là bay bổng, cái sự cổ vũ, cái sự an ủi, dạ, cái sự động viên, cái cách mà ông man management các cầu thủ tạo ra một cái khối tuyển Anh rất là đoàn kết, chứ là không có cảm giác là các cầu thủ bị chia rẽ như ở các kỳ tuyển Anh, ở các kỳ những kỳ tournament lớn khác. Bởi vì chúng ta thấy được là ở vì có thể để ý là ba cầu thủ như là Phil Foden, Kobe Menu và cả Cole Palmer đang là ba cầu thủ thi đấu ở ba câu lạc bộ khác nhau, Chelsea, Manchester United và Man City. Nhưng ba cầu thủ này lại sinh ở trong cùng một thành phố, rất là gần nhau, và họ cũng rất là thân trên đội tuyển nữa. Kể cả Luiso và Saka, mặc dù là một người thi đấu ở Arsenal, một người thi đấu ở Manchester United, nhưng cảm giác họ luôn luôn là những đôi bạn thân ở ngoài xã hội cũng như là trên social media. Cho nên cái điều này có lẽ một phần nào đó cũng tạo nên một cái tinh thần đoàn kết. Và cái cách mà tuyển Anh hai lần để bị dẫn trước và hai lần gỡ hòa và giành chiến thắng, thì hy vọng là nếu mà đã đá dở rồi thì cứ tiếp tục như vậy và đoàn kết, vẫn tin vào chiến thắng để có thể đi đến trận chung kết cuối cùng. Tuyển Anh thì chắc là chỉ có vậy thôi, chứ thật sự cũng đến bây giờ thì cũng rất là nhiều chuyên gia và fan hâm mộ vẫn rất là đặt dấu hỏi với cái tài cầm quân của huấn luyện viên Southgate. Và khi mà đến vào penalty may rủi rồi thì đâu có nói được gì. Anh Eric thấy sao đấy? Rồi ok, nói thì game nó sổ rồi thì nói gì cũng được. Anh em vẫn không đánh giá, Danny vẫn không đánh giá cao cái chiến thuật của Southgate, nhưng mà cái cách mà ông tạo ra một cái tập thể đoàn kết thì Danny rất là đánh giá cao. Liệu cái game kế tiếp cùng với Hà Lan em thấy sao? Việt dạ, Hà Lan thì đây là có lẽ là đến thời điểm bây giờ rồi, tới trận bán kết rồi, thì một đối thủ mà mới là đúng nghĩa là brand name khi mà đá với tuyển Anh, chứ còn lại là từ vòng bảng tới bây giờ chúng ta thấy Đan Mạch gần như là brand name thì tuyển Anh rất là khó khăn. Serbia cũng thắng khó khăn, Slovenia cũng hòa khó khăn, suýt thua, Slovakia cũng hòa, và bây giờ Thụy Sĩ cũng đúng nghĩa là một brand name và đúng nghĩa là một đội bóng. Nếu tuyển Anh là một đội bóng có cái chỉ số hiệu số expected goal thấp nhất ở mùa bóng này, thì đội Hà Lan lại là đội bóng có chỉ số expected goal cao nhất. Và một cú sút của Hà Lan tính tới thời điểm này là Hà Lan đang có expected goal là 8.1 bàn thắng, trong khi họ tung ra 8 cú sút. Nghĩa là 8 cú sút của họ chuyển hóa thành 8 bàn thắng, với một cái tỷ lệ chuyển hóa từ cú sút sang bàn thắng rất là cao. Và một đội hàng công mà đã ghi tới 8 bàn so với tuyển Anh chỉ mới ghi được có 4 bàn, mà những bàn thắng cũng rất là may mắn nữa, thì một trận đấu sẽ rất là khó khăn cho tuyển Anh đây. Chắc là nghĩ lại đã overtime nữa hả? What do you think? Tại vì mấy cái game vừa rồi là toàn là đã hiệp phụ bóng anh đấy. Anh thấy giống như là anh cũng giống như là mấy cái episode, mấy cái chương trình trước đó, anh đoán rất là đúng. Dạ. Yeah. Là toàn là nói là anh đoán là toàn do hiệp vụ hết. Do penalty, do chop anh thế. Nhưng mà kỳ này xem có đoán có đúng nữa không nha. Anh thấy. Tại vì cái tính chất quan trọng của trận đấu thì các cầu thủ trên sân được sự chỉ đạo của huấn luyện viên thì họ thi đấu nó thận trọng hơn. Thì cái tính thận trọng lúc nào ở một trận đấu quyết định vẫn luôn đặt hàng đầu. Nếu mà ở ba trận vòng bảng đi, trận đầu tiên anh có bị vấp ngã chút xíu thì anh phải còn có hai trận sau đó anh sửa sai. Vô những trận cắt bùm player mà thì là chỉ cần sơ hở một vài đường bóng là chỉ chết thôi. Chẳng hạn như hồi nãy Mai Thy The hơi mention ở cái chỗ là Liên đoàn bóng đá châu Âu đã xử phạt hai cầu thủ, trong khi đó họ hơi quá khích rồi chiến thắng của mình. Chẳng hạn như Bellingham thì rất may Bellingham chỉ bị phạt tiền mà được thi đấu, còn Demiral của đội Thổ Nhĩ Kỳ trung vệ số 3 mà quý vị thấy ghi 2 bàn thắng, thi đấu rất hay, thì chỉ cần một động tác chào thôi, hơi phân biệt cái gì đó chút xíu của ở trong cái chuyện chính trị mà đem vào bóng đá thì nó rất là ảnh hưởng. Nên sự mất mát của Demiral vẫn cho thấy rằng là mặc dù có người thay thế chỗ đó, nhưng mà cái phong độ và cái sự tỏ sáng của Demiral đó là một liều thuốc kích thích cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc họ rất cần. Nhưng mà sự vắng mặt của anh vẫn đoạt cái bàn thắng mà phản lưới nhà cho thắng. Nếu có Demiral ở đó thì đã chắc chắn gì đã kéo vào có thể là đội Thổ Nhĩ Kỳ may mắn hơn. Nhưng ngày nay fair play được đặt lên hàng đầu, thì có những cái mà mọi người cứ dở trò hay là cứ hơi lợi dụng ở trong các trận đấu thì sẽ bị mổ xẻ. Ngày nay camera trên sân nhiều thôi, thì những cái đó mình là cầu thủ chuyên nghiệp, mình phải nên hành xử một cách nó đúng đắn chút xíu. Thì còn cái đó là trận của England. Bây giờ á, là ngày mai là có một trận là là với ngày mai với Tây Ban Nha. Ngày mai Pháp với Tây Ban Nha hay quá, cho gà thành gà miếng luôn. Anh thế Tây Ban Nha với Pháp là tính đến điểm này là đội bóng có hàng công tốt nhất gặp đội bóng có hàng thủ tốt nhất. Đội tuyển Pháp nhìn như vậy nhưng mà mới chỉ để lọt lưới đúng một bàn. Nếu vậy là chắc là ngày mai là hiệp phụ nữa rồi. Đúng một bàn à. Mà nói về Tây Ban Nha chắc mọi người chắc cũng đang question và có gì đó nó hơi uất ức về cái trận đấu mà Tây Ban Nha đã thi đấu trước đội tuyển Đức hừng hực như vậy. Thi đấu hay hơn. Cái may mắn khi Petri bị chấn thương ra ngoài, yeah. Và mà Omo vào hay quá. Dạ, yeah, Omo vào hay quá. Không ngờ một cầu thủ đa năng, Omo cầu thủ rất là đa năng. Omo hay quá, Omo vào đá vị trí số 10 hay quá. Đá liệu ngày mai Pháp có để vượt qua trong Tây Ban Nha không anh thấy? Tây Ban Nha nha, quý vị cứ xem nha, một đội bóng mà nó đang hừng hực vào trong nha, cứ đổ dồn vào đi, Thì cái này là chúng em chỉ nói nó vui vậy thôi, còn quý vị có để ý không? Đội đất mà sân nhà hừng hực khí thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, cầu thủ thi đấu hay, vào form đâu vào đó. Đội tuyển Tây Ban Nha thì được đánh giá nhỉnh hơn, thi đấu cống hiến hơn, nhiều bàn thắng hơn, thi đấu rất đẹp. Nhưng mà mọi người cứ thấy rằng cái sự chắc chắn, cái sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân nhà, không khí hừng hực như vậy. Ôi chà, ai cũng nói có thể là cái đó có thể là game gài của mình đây. Mình thì mình ở đây thì mình không dám nói game gài ở đây. Xin lỗi anh Trác, em không có nói game gài. Em không có nói game gài. Ok. Tại hồi xưa giờ Eric biết mà anh Trác thì anh kỵ mấy cái đó. Em không có nói game gài, nhưng mà đôi khi có những trong thể thao có những cái mà không tin cũng phải tin. Đâu có ai nghĩ rằng mà đội tuyển Đức mà vào trận đấu thì là hơi dưới màu, nhà cái đánh giá hơi dưới màu Tây Ban Nha chút xíu, vô đá chút xíu thì là Petri ra ngồi thì là nó ngang ngửa chút xíu, rồi đội tuyển Đức đá được đè lên. Khi mà đội tuyển Đức thắng 1-0 và đội tuyển Tây Ban Nha thắng 1-0, đội tuyển Đức gỡ một điều. Vào hai hiệp phụ, đội tuyển Đức chấp ạ. Đội tuyển Đức được đánh giá hay hơn, chấp 1/4 với banh ngược lại nha. Tại vì những cái dữ liệu thống kê Quý vị ngày nay quý vị có thể trong một trận đấu quý vị có thể là update liền là cái chỉ số tấn công bao nhiêu, họ cầm banh thế nào, là trên đó là họ thống kê hết. Là khi mà tỷ số nhiều nghiêng về thì dĩ nhiên là nó phải nhỉnh hơn rồi, nhưng không hiểu tại sao cầu thủ vào sân thì đỡ đầu ghi bàn. Cucurella cũng một trái banh, Cucurella cũng để một cái tay đá băng ra như vậy, Musiala băng ra, nhưng mà trọng tài không là khóc. Trái đó thì có một số người, trái đó thì có một số người phân tích, có nhiều chú bác hỏi thế, hỏi con thấy làm sao, rồi mấy anh em trên chương trình nói chuyện sao. Nhưng mà lúc đó thì Mai Thy The cũng không có, chưa có gặp anh đẹp trong chương trình để mình nói chuyện, thì sẵn đây mình nói. Thì theo cái cảm nhận của Danny thì sao? Trái đó thì Danny có theo dõi một số, có một cái số trang mạng xã hội của những người giống như là chuyên về trọng tài, thì có nói là bởi vì ở cái tình huống build up trước khi mà Musiala tung ra cú sút thì dường như là World đã biệt vị. Nhưng mà nếu như vậy á, thì lẽ ra là VAR phải xem lại ngay từ phút đó, thì họ phải thông báo lên là về bởi vì việt vị cho nên mới không tính là penalty. Đằng này VAR lại không có nói gì hết, cũng không có thông báo là cái tình huống kia có việt vị hay không, mà chỉ nói là không có penalty. Thì nếu mà thật sự nếu là fan Đức thì sẽ hơi tức đó. Tại vì trái đó là nếu mà dựa theo hết tất cả các luật là Cucurella đã làm cho cái thân hình mình to hơn và cản cái đường bóng bay trở lại của quả bóng, cho nên đó là phải làm một quả penalty. Nhưng mà có người nói là trước cái tình huống trước đó, khi mà build up, trước khi mà Musiala có banh để mà sút thì cầu thủ tiền đạo của Đức đã việt vị. Đó là có hai cái cách giải thích như vậy. Còn Eric thì sao? Eric thấy đó là việc chỉ xịn. Ông bạn chết tay đưa ra là phạt đền BK liền á, BK đặt ra tình huống đó. Không hiểu tại sao mà trọng tài lại sau khi trao đổi với trọng tài VAR cũng vẫn quyết định là không penalty. Mà tình huống cho dù có thu tay lại hay là ở bất cứ một ở cái angle nào thì là tình huống đó là tình huống bóng đã đi vào cột môn, đúng rồi, bóng tình huống bóng đó là đi vào cột môn, tình huống ghi bàn. Ví dụ anh có một cái tác động nào là cái gì ở vào tay, ví dụ anh có kẹp lại là cái gì, thì quý vị nghĩ rằng đó là Mai Thy The nghĩ rằng đó vẫn là một quả phạt đền. Thì mấy bác với lại có một người anh đá banh chung cũng hỏi, cũng đem ra vấn đề đó mổ xẻ khai trên sân đá luôn. Tôi nghĩ thế nói là mình thì mình thấy vậy, quyền quyết định cuối cùng cũng vẫn là trọng tài. Cho dù VAR, cho dù tổ trọng tài VAR có kêu ngưng lại, trọng tài tham khảo cái gì, quyết định chính vẫn là trọng tài chính. Nhưng mà trong lúc đó trọng tài nó có giải thích là tại sao không phải penalty và tại sao không. Cái đó là họ trao đổi ở trong đó. Trao đổi bằng qua tay phone thôi. Cái qua đó thì họ trao đổi với đó thôi. Nhiều khi mà trao đổi xong rồi cho dù ở trong kia nó có lý thì ông trọng tài chính ông nói no là vẫn no. Cái đó là quyền quyết định. VAR là chỉ gợi ý thôi. VAR là chỉ mà ông trọng tài này thì cũng control. Thì ông này thì cũng bị nhiều tình huống như vậy lắm rồi. Cái mùa năm nay cứ gặp trọng tài người Anh nghĩa là thấy hơi có chuyện. Hai trận này gặp người Anh hết. Hai trận ngày hôm đó hai trọng tài. Hai trọng tài người Anh này là có vấn đề. Đó là một phần của bóng đá thì chịu thôi. Dù sao thì nhà tuyển Đức cũng có một cái điểm chung của bốn đội mà vào cái vòng bán kết này, là điểm chung luôn của bốn đội luôn, là bốn đội mà vào bán kết là đều có cái hiệu số expected goal, là cái cơ hội chuyển hóa bàn thắng ở cái trận tứ kết rồi đều thấp hơn cái đội mình thi đấu hết. Đức có nhiều cơ hội ghi bàn hơn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có nhiều cơ hội ghi bàn hơn Pháp, Thụy Sĩ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn Anh, và Thổ Nhĩ Kỳ những phút cuối là nhiều cơ hội ghi bàn hơn Hà Lan rất là nhiều. Hà Lan là 5 phút cuối mà thủ môn quá hay luôn, chứ không là Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất là phải có một bàn thắng, gỡ hòa hai đều. Nhưng mà đến giờ này bốn trận là đều là thú vị. Đến giờ này thì Mai Thy The thấy rằng là đội Hà Lan là Họ có những cái phút thi đấu mà làm cho người xem rất là phấn khích. Sau khi mà cứ mỗi lần mà quay gớt vô cái là thấy là sắp có các bạn quay gớt vô cái là đó này còn Walker quay gớt là một trong những con bài chiến lược rất là hiệu quả ở cái vòng Euro này. Và chưa kể Rabiot thì đây là cầu thủ duy nhất còn lại ở cái vòng bán kết mà có cơ hội đạt chiếc giày vàng, bởi vì anh là cầu thủ duy nhất còn lại là 3 bàn thắng. Có cơ hội gia tăng thêm, còn Musiala thì đã bị loại rồi. Còn thấy đội tuyển Anh họ thắng phạt đền, họ đá phạt đền chững chạc hay quá, chắc chắn quá. Còn đội tuyển Pháp đá phạt đền với là đội tuyển Bồ Đào Nha thì sao em? Bồ Đào Nha, tuyển Pháp đá phạt đền cũng rất là uy tín mà, chỉ có rõ ràng thì hai trận đều phạt đền đều chỉ có hụt một trái thôi. Rất là đáng tiếc cho những cầu thủ ngày nay quý vị thấy không? Họ nghiên cứu rất kỹ. Có quay lại cái cảnh mà Pickford có nguyên một cái list ở trên cái chai nước của Pickford. Cái đó là chắc chắn. Cái đó ngày nay là chắc chắn. Là những dự kiện là cầu thủ nào vô ai đá là sao là họ trên. Nếu quý vị mà có xem kiếm một tấm hình của Jordan Pickford mà chai nước á, là thấy luôn là Akanji là die left, là he die left luôn, là đổ cánh trái. Rồi có những cầu thủ là ghi trong đó là phải fake trước rồi mới ngã. Cái đó hồi xưa cái người đầu tiên là Lemon của thủ môn của Đức. Cứ mỗi lần xong rồi đi ra coi. Nhiều lúc cái đó là huấn luyện viên thủ môn mà họ nghiên cứu kỹ lắm. Anh A đá bên nào, anh B đá bên nào, động tác tới đặt trụ làm sao, bẻ cổ chân làm sao, thì nói chung là họ đều nghiên cứu rất là kỹ. Nhưng cũng hai loạt đấu súng thôi. Hai loạt đấu súng 4 trận là hết 3 trận phải vào hiệp phụ, 2 trận penalty, chỉ có Hà Lan cái thời điểm này là 90 phút thôi. Hai trận đấu súng chia tay một huyền thoại. Hôm nay anh Thế cũng mặc áo Bồ Đào Nha, không biết có nhắn gửi gì đến anh Bồ Đào Nha. Đối với anh thì là dĩ vãng vẫn là dĩ vãng. Trong suốt chuỗi hơn 20 năm qua mà được xem Ronaldo thi đấu, được xem Messi thi đấu và các cầu thủ khác thi đấu, đó là một cái hạnh phúc. Mặc dù không năm cuối cùng Ronaldo không có may mắn. Ronaldo mặc dù là tại sao mọi người cứ nghĩ rằng là thi đấu nhiều quá để cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ sát. Họ thi đấu, các cầu thủ trẻ là tương lai của bóng đá nước của họ, sẽ là của những năm kế tiếp. Nhưng nói như Danny Huy là ông huấn luyện viên không dám mạnh dạn ha. Dạ thì cái này không dám thay ra. Dạ không, cái này thì thật sự nói ra thì cũng hơi đụng chạm các fan của Ronaldo, nhưng mà Danny vẫn giữ quan điểm là Ronaldo nếu mà đã thi đấu đỉnh cao thì phải chấp nhận theo cái chiến thuật của bóng đá đỉnh cao là Ronaldo không thể theo bóng 90 phút được. Ronaldo không thể bắt Ronaldo đá đúng một cái đội hình, giữ cự ly đội hình để mà pressing, để lùi về phòng ngự rồi phải làm thêm nhiệm vụ ghi bàn. Nó quá nhiều nhiệm vụ cho Ronaldo. Và Ronaldo chúng ta nhìn lại, Ronaldo trong suốt cái khoảng thời sự nghiệp thi đấu của anh là một cỗ máy ghi bàn. Cho nên khi mà anh đã không ghi bàn được nữa, rõ ràng mùa này nói thông số vẫn là thông số. Ronaldo tung ra hơn gần 30 cú sút, không một bàn thắng, thì nó không rất là khó để mà bào chữa cho cái hiệu quả. Ok, em cẩn thận đó. Fan của chương trình này là nhiều gái, rất là nhiều phụ nữ, rất là nhiều cô gái đẹp để xem. Bạn của Eric Hiệp xem rất nhiều nha, mà là những bóng hồng đó đều là fan của Ronaldo. Em chuẩn bị là em xây nhà đi. Anh không dám nói. Nhưng mà có một câu nói là bạn có thể rời đi khi mình là anh hùng, chứ đừng mà cố gắng sống sót đến phút cuối để trở thành kẻ gọi là villain, gọi là kẻ ác trong cái bộ phim của mình. Thì Ronaldo theo em thôi, theo Danny, đang là một cái villain trong cả một cái đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Khi mà lần lượt các cầu thủ nó bị theo dõi bóng đá, Danny vẫn không hiểu tại sao huấn luyện viên lại rút Vitinha và Bruno Fernandes ra để mà vẫn giữ lại Ronaldo suốt 120 phút. Nếu mà nói là để đá penalty lại càng không đúng. Vitinha đá penalty tốt hơn Felix. Bruno Fernandes đá penalty tốt hơn Felix. Em không hiểu, em vẫn không hiểu tại sao rút Vitinha và Bruno ra rất là sớm. Bruno là phút 7 mấy là ra rồi, Vitinha là vô hiệp phụ cũng phải ra luôn. Rồi cuối cùng để lại là đưa Felix vô để sút penalty, rồi cuối cùng Felix sút hụt. Rất là khó hiểu. Anh thấy trong lúc em nói anh sẽ để cái số phone của em nó chạy ở dưới, số phone ra cầm tay của em anh để cho những cái fan mà của Ronaldo dễ. Nhưng mà hôm nay Ronaldo không khóc. Cái sự chia tay này thì cái trận sau trận đấu đó thì Ronaldo anh chấp nhận. Nên cái chia tay này dù không ngọt ngào nhưng mà chắc có lẽ là từ đáy lòng của mình, Mai Thy nghĩ rằng là những gì Ronaldo cống hiến thì anh chia tay dù có trong vinh quang hay là không vinh quang, nhưng mà mọi người cũng phải dành cho Ronaldo những cái tiếng vỗ tay rất là nồng ấm. Và mình phải ghi nhận rằng những gì mà Ronaldo đã cống hiến trong một chuỗi năm dài thì đó là cũng một phần để làm cho bóng đá trong hơn 20 năm qua rất đẹp. Thì chắc có lẽ mình kỳ vọng rằng liệu có hồi cuối mỹ mãn cho đội Bồ Đào Nha và Ronaldo hay không. Nhưng mà trong bóng đá mà mình không thể nào nói trước được điều gì. Cũng Ronaldo ghi hỏng phạt đền, không ghi bàn ở chấm phạt đền thì mọi người đang tập trung vào. Ở bên kia Messi cũng hỏng phạt đền, nhưng mà mọi người cảm thấy đứng vào bên Messi ấm lòng hơn. Thì đó là tại sao cái cách cư xử hay là những gì thể hiện của hai siêu sao mà mọi người đều có cái nhìn khác nhau. Thì thôi biết đâu được Ronaldo không dự Euro của 4 năm sau mà dự được World Cup 2 năm sau thì sao? Thì đó em Danny đang tính hỏi anh thế là anh Hiệp là anh có nghĩ là Ronaldo sẽ còn cố gắng để mà đá World Cup nữa không? Thì thôi mình sẽ dành đi, chắc có lẽ là mình sẽ lại phải tới một kỳ nữa, lại vẫn phải tiếp tục bàn luận. Phải tiếp tục bàn luận là Ronaldo có nên đá chính hay không? Nếu mà thật sự Ronaldo không chấn thương, vẫn là một người thủ lĩnh tinh thần. Nó chỉ là phụ thuộc vào anh thôi. Nếu mà không đá lại được đá. Đúng rồi, với lại phải có cái sự tỏa sáng của mọi người kỳ vọng đó là Ramos. Tại vì cái vị trí đó là vị trí mọi người rất trông chờ là Ramos, nhưng mà của Zale Ramos ở PSG và PSG ngồi dự bị không? Thi đấu thì là các trận, mặc dù là các trận thi đấu giao hữu trước thềm của Euro, Ramos vẫn ghi bàn nhưng mà vẫn không được huấn luyện viên ông tin tưởng. Đó là tại sao vẫn chưa có một người mà thế Ronaldo ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Ngày nay Ronaldo có thể là anh lớn tuổi hơn, anh ít cái dạt biên, có những đường bóng xuống biên mà để đi vào giữa sút ghi bàn, nhưng mà ở vị trí chim mồi hay huấn luyện viên ông Martinez vẫn nghĩ rằng là những đường xuống biên Ronaldo có thể bật cao ghi bàn. Đó là những cái điểm sáng mà hiện tại Ronaldo có mà các cầu thủ khác vẫn loay hoay tiền. Nhưng quý vị cứ đón xem, cứ chờ xem liệu 2 năm sau Ronaldo vẫn có thi đấu ở World Cup hay không. Mọi người vẫn kỳ vọng là Lionel Messi thi đấu ở World Cup thì tại sao Ronaldo không đấu World Cup phải không? Nhưng mà nếu có hai cầu thủ này, mặc dù là hai cầu thủ đã lớn tuổi, nhưng mà chắc có lẽ rằng là không ai, chưa tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai thay thế được hai cầu thủ này. Thôi. Dạ. Rồi, thì bây giờ mình tập trung vào cái đội tuyển Anh xong rồi. Dạ. Anh với lại Tây Ban Nha xong rồi, xong chưa? Mình chưa. Xong rồi. Và Pháp. Nhưng mà nếu vậy thì Pháp anh sẽ hỏi là Danny Huy nghĩ là ngày mai đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha họ thi đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha thì mất hai trụ cột quan trọng. Thì đội tuyển Pháp họ vẫn có cái đội hình đầy đủ ngôi sao. Thì liệu có thể là các cầu thủ, hai cầu thủ mà khỏa lấp hai vị trí quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha có thể đảm nhận để làm cho đội Tây Ban Nha, một Tây Ban Nha mà đã hừng hực khí thế gì trước một đội tuyển Pháp mà mọi người đặt kỳ vọng, đến giờ này vẫn cái hiệu suất ghi bàn quá tệ. Thì là Huy nghĩ sao? Dạ. Thì cái cặp Pháp với Tây Ban Nha thì đây là một cặp đấu cũng khá là duyên nợ, hai đội gặp nhau cũng khá nhiều. Thật sự hai cái trận đấu semi-final này, Anh, Hà Lan và Pháp và Tây Ban Nha là hai cái đối thủ cặp của nhau rất là ngang bằng, khi mà chỉ số thắng thua của cả hai cặp đấu này đều là khá là 50-50. Đội tuyển Hà Lan thì thắng tuyển Anh 7 lần trong lịch sử, tuyển Anh thắng 5 lần và hòa 11 lần. Pháp với Tây Ban Nha thì chia đều, mỗi đội thắng nhau 6 lần và hòa 9 lần. Những cái chỉ số khi mà nhìn vô thì nó rất là cân bằng. Và Pháp thì như anh Thế cũng có nói, mặc dù là một cái mùa bóng thi đấu không ấn tượng, nhưng sự chắc chắn hàng phòng ngự và cái sự phải nói là đảm bảo tuyệt đối an toàn ở khu vực giữa sân, khi mà Deschamps mùa bóng này đặc biệt vẫn giữ ba cái người tiền vệ có xu hướng thủ rất là cao. Và tuyển Pháp không phải là cái hay, nhưng mà là cái cũng có thể là trong một cái tournament đó là một cái điều quan trọng, khi mà tuyển Pháp đang là cái đội bóng sử dụng ít cầu thủ nhất, khi chỉ sử dụng có 18 cầu thủ thôi, nghĩa là không có thay người quá nhiều, nghĩa là cái đội hình của họ đã vào khuôn rồi, nghe cái cách đá của họ tới điểm này sẽ là như vậy, và ở trận đấu ngày mai cũng sẽ là như vậy, và nếu có vào chung kết thì cũng sẽ là như vậy. Chỉ có là Mbappé bị thương ở những phút cuối, anh không có đá penalty luôn, anh bị rút ra trước lượt trận lúc đó mà cái bị mặt nạ hay là bị hơi tâm lý, không biết mà anh có đủ khả năng đi The Champ ông đã tính toán hết rồi. Nếu quý vị thấy rằng là Diego Costa ở bên đội tuyển Bồ Đào Nha, anh mọi người cứ thấy Diego Costa đang hừng hực ở trận đầu tiên, ở trận trước đó là đã phá ba bàn thắng liên tục lịch sử luôn, ba quả phạt đền liên tục của Slovenia. Thì là cái cách mà đội tuyển Pháp họ thi đấu, họ đá phạt đền thấy họ lạnh lùng, họ từ từ họ không vội, và khi mà thủ môn không đổ thì những cái cú mập, những cái cú đá căng chính xác chỉ là ăn tiền thôi. Tại vì khi mà anh vào bóng nhanh anh đá thì thủ môn có thể là họ bay trước, họ có lợi hơn chút xíu, nhưng mà càng vào chậm. Hồi trước có một người nói anh thì hơi quá, nó phải là ba chú, nhưng mà trong thể thao là trong giới nghệ sĩ thì ai mà ở trong hoạt động trong lĩnh vực đó thì gọi anh. Thì có tình cờ mà mình gặp nói chuyện thì anh là vua sút phạt đền, anh nói là khi mình đến trái banh mình càng chậm, mình chậm chút xíu thì thủ môn, cái xác suất mà thủ môn phán đoán mình nó thấp hơn là mình phải chạy nhanh vào đá thủ môn dễ ốc mà. Khi mà thủ môn họ chuẩn bị bắt phạt đền, mình chuẩn bị vào đá là thủ môn hít một hơi sau phóng liền, nhưng mà mình vào chậm lại, chờ mình chuẩn bị mình chớm đá thì thủ môn họ nén lại, khi mà họ không còn giữ được cái hơi mà lúc mà họ lên chuẩn bị họ phóng thì mình đá cái xác suất mình ăn nó nhiều hơn. Và ở vị trí mà đá hậu vệ cái xác suất mà đá phạt đền họ thắng nhiều hơn là các tiền vệ là tiền đạo. Thì tất cả những gì mà mặc dù trận trước có tỏ sáng để trận thì sau đó là họ đã bị nghiên cứu kỹ. Thì một đội tuyển Pháp mà thi đấu rất là chắc chắn, không ghi bàn, nhưng ở trận đấu mà có tính quyết định như vậy, mặc dù đội tuyển Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng mà Mai Thy The thấy rằng cái chiếc thẻ đỏ của Cavaha và cái sự không thi đấu của Ramos, trung vệ, và kể cả mất mát của Petri nữa, nhưng mất tới 3 cầu thủ của đội hình. Petri thì có thể là cái chỗ Petri thì ba tiền vệ chứ là Rodri và Fabian Ở trên thì chắc chắn cũng đá quá hay. Ở trên chắc chắn là phải là Omo đá rồi. Yeah. Chắc chắn là cái chỗ đó số 10 thì đội tuyển Tây Ban Nha bây giờ anh là chỉ là một cầu thủ là vào ghế từ dự bị thôi, nhưng mà cầu thủ thi đấu quá hay, quá thành công. Thì bên kia ở dưới này chắc có lẽ là phải cần cái sự kinh nghiệm của Nacho, đội trưởng của đội Real Madrid. Thì một bên thì mình không biết sao, nhưng mà thấy có lẽ là cái sự đa năng. Mai Thy nghĩ rằng cái sự đa năng của level anh, mặc dù anh đá ở chỉ vị trí tiền vệ biên hay là tiền đạo biên hay là cái gì mà ngay cái biên phải thì anh đá rất là hiệu quả, nên có thể là sự cơ động hay là các kinh nghiệm thi đấu biên phải thì ông sẽ được ông huấn luyện viên Lapuente sẽ sắp anh vào cái vị trí đó. Nhưng ở bên đội tuyển Pháp, cái sự trở lại của Rabiot, thì Rabiot trở lại thì chắc chắn thì Camavinga sẽ vào vị trí dự bị thôi, tại vì Chomali, Kante với là Rabiot là chắc chắn là ở vị trí ba tiền vệ đó rồi. Thì vị trí mà tiền vệ tấn công thì vẫn là một cầu thủ mà ông huấn luyện viên Didier Deschamps ưa thích, đó là Griezmann. Thì ở trên thì liệu thì chắc chắn đội trưởng mà Mbappé sẽ có mặt vào một bên, thì ông có thể ông chọn, nếu mà ông chọn thi đấu hai mũi, nếu mà ông chọn hai mũi tấn công mà không có thiên hướng dạt biên nhiều thì hai mũi tấn công đó sẽ là Mbappé và Thuram Marcus. Rất khó. Nếu mà ông chọn tấn công biên nhiều thì sẽ là Dembele. Thì ngày mai chắc có lẽ là một trận đấu mà mọi người cũng vẫn là trông chờ tiếp. Nhưng mọi người tiếc nuối đội tuyển Đức. Mọi người tiếc nuối trận tuyển Đức và đội tuyển Spain sao gặp nhau sớm quá. Thì ở trận bán kết đầu tiên, tức là đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp sẽ đem lại cho người xem chắc nhiều hấp dẫn, đem lại cho giới thưởng ngoạn. Đây là một trận đấu mà chắc có lẽ là cái tính quan trọng cũng vẫn đặt lên hàng đầu, cũng vẫn là thủ trước, chắc chắn trước, rồi từ tấn công trừ sơ hở thôi. Không ai dạy gì một cái trận đấu quan trọng mà phải dồn lên ào tấn công ào bắt đầu. Sau lưng đó là một khoảng trống mênh mang, lòi hai cái ba sườn ra rồi bắt đầu họ khai thác cái chỗ đó. Không có ai mà trong bóng đá hiện đại không có ai làm như vậy hết, nên có lẽ là những trận banh mà mọi người nhàm chán đó cũng là trong những cái tính toán của huấn luyện viên thôi, phải không Huy? Dạ. Huy thì Huy thấy ngày mai Pháp và Tây Ban Nha thi đấu đội hình, theo em thì em dự đoán sao? Hiện tại thì nếu đứng về góc nhìn của một fan tuyển Anh thì đây này hy vọng là trận chung kết Tây Ban Nha với Anh. Nhưng mà chưa đá thì chưa biết, bởi vì Pháp và Anh thì đang có hai cái bộ mặt rất là giống nhau, y chang luôn. Đá là nhiều ngôi sao, đá thiếu thuyết phục, cứ lết nhưng mà thắng. Hàng thủ thì nhìn ra là khá là chắc chắn. Tuyển Anh thì để lủng lưới nhiều hơn tuyển Pháp hai bàn, nhưng mà nhìn về chung về cái cách đá là y chang. Mà hai đội này mà vô nữa là một trận chung kết buồn ngủ luôn. Cho nên là hy vọng là Tây Ban Nha để có công chút xíu, rồi Anh thủ thì nó đỡ. Chứ bây giờ mà, nhưng mà cũng chưa chắc, biết đâu thứ tư Anh thua. Nhưng mà tuyển Pháp ngày mai như anh này có nói là họ vẫn sẽ dựa trên cái hàng thủ chắc chắn. Nói gì nói, đá 5-6 trận rồi mà Pháp mới có lủng lưới có một bàn thôi, đúng nghĩa luôn, một bàn trong trận gặp đội Ba Lan, làm bị một quả phạt đền của kia với con Pháp. Điều thú vị, Pháp chưa ghi bàn thắng nào từ tất các đường bóng mở, nhưng cũng chưa bị lọt lưới một bàn nào từ các đội bóng mở. Đây một đội bóng mùa bóng này rất là thú vị, và huấn luyện viên đi Sam cũng nói thẳng lên luôn. Hôm qua ông phỏng vấn trước trận đấu, quý vị cảm thấy nhàm chán quá thì mở cái khác coi, ông nói vậy luôn. Vì nếu quý vị thấy đội tôi không cần fan, không cần fan đúng không? Không cần gì. Chúng tôi chỉ cần chiến thắng đó. Dạ, cứ từ từ. Nhưng mà hiện tại, như ông Từ vào đền. Dạ, hiện tại thì tới điểm này những cái odds để mà dự đoán đội nào vô địch thì Tây Ban Nha vẫn đang là cao nhất. Thứ nhì sẽ là England, thứ ba là Pháp và cuối cùng là Hà Lan. Chỉ theo cái này là theo các hãng cá cược thôi. Nhưng mà... anh có nhìn thoáng qua thì nói Pháp hạng 3. Anh hạng 3. Anh hạng gì? Anh hạng 6, hạng 3. Mới chắc, nhất em mới ngày hôm nay em không biết là ngày trước như thế nào thì, có thể là theo cái đội hình. Maybe thấy Mbappé chấn thương nên giảm xuống chút. Nhưng mà hôm nay em coi ngày hôm nay là tuyển Anh là cái odds là sau Tây Ban Nha. Nhưng mà sau rất là nhiều quý vị. Nếu mà ý là nếu mà quý vị đặt tiền cho Tây Ban Nha là ăn ít hơn tuyển Anh gần tới mười mấy đồng lận. Dạ. Đội tuyển đặt vô Hà Lan là ăn nhiều nhất nha. Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn được đánh giá trên. Dạ. Mặc dù là đồng banh nhưng mà ăn ít tiền hơn đội tuyển Pháp. Nhưng mà một trận bánh ngày mai mà chắc có lẽ mọi người đang chờ đợi, một trận banh mà chắc là tối nay có thể fan rất là tới vòng này rồi thì rõ ràng mạnh thì mới đến bắt ngủ. Dạ. Dạ. Thì thôi diễn biến trận đấu ngày mai như thế nào và kết quả ra sao thì chờ quý vị cứ chờ đến ngày mai, rạng trưa ngày mai. Thì sau khi trận đấu ngày mai thì phải chờ tới trận Anh của ngày kế tiếp. Còn mặc dù còn có 3 trận đấu nhưng mà đầy hấp dẫn thì tứ đại anh hào đã vào tới đây rồi thì trận đấu cũng đều hấp dẫn cả. Thì một lần nữa Mai Thy The và Danny Huy cũng như Eric Hiệp xin cảm ơn thời gian quý báu của quý vị và không quên cảm ơn hai nhà tài trợ của chương trình, đó là Number One Auto Compressor của anh Nam và February 2 ở trên đường Garden Road của Tommy và Thảo. Luôn kính chúc quý vị sức khỏe. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.